5 dc. 3 bít đi trước. 3 bít đi trước hả? 1 chiếc lắc tay, 27 viên kim cương hột sòn thiên nhiên, tuyển chọn nước đi hoặc là nước ơ mà giá mỗi viên dao động 20 triệu à. Wow. 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 Bao gì vậy? Hả? Wow, anh biết em bao gì là giá giật mình giá đó mà. Vâng. Giá giật mình. Giật mình không? Dạ có. Ừ. Vì là thời điểm hiện tại kim cương giá rất tốt. Và hiện tại Kỳ Lân đang chuyên về chế tác trang sức cao cấp và tuyển chọn những viên kim cương hột sòn thiên nhiên, tuyển chọn bởi vì mình là làm đơn vị về trang sức cao cấp nên những viên kim cương hột sòn Kỳ Lân cũng tuyển chọn những viên đẹp và thông số quốc tế nhưng mà giá cực kỳ tốt để phục vụ vào trong những sản phẩm chế tác trang sức cao cấp của Kỳ Lân. Nên những viên kim cương mà 4,5 ly nước đi mà dao động 20 triệu đồng, mà nước đi nha, nước đi là những viên tuyển chọn luôn, đi đồ sạch và best-selling luôn. Và so với giá thị trường chắc chắn rằng là giá của Kỳ Lân sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì Kỳ Lân là tuyển chọn những viên đẹp, thông số quốc tế, giá tốt để phục vụ vào trong những cái sản phẩm mà Kỳ Lân chế tác cao cấp. Nên là khi mà mình cần làm tài sản, cần làm giá trị để thanh khoản thì rất là tốt trong bất kỳ những chỗ nào mua bán kim cương. Và nếu như quý khách có nhu cầu về những viên kim cương hột sòn thiên nhiên thì đến với Kỳ Lân để chọn cho mình những viên kim cương đẹp, giá tốt và những viên chuẩn thông số quốc tế để làm trang sức đẹp lấp lánh nhất và để làm giá trị tài sản.